Một ngày khá đẹp trời mọi người ơi. Bây giờ anh em mình có một cái hành trình tầm lan và đang có mặt trên lưng chừng của một cái ngọn núi. Nơi đây có một cái vườn lan đang mùa phát triển, đang mùa ra hoa, xanh mướt, mượt mượt luôn. Cái giống cây mà chỉ sống ở trên những cái sườn núi đá thôi, chỉ phù hợp với cái kiểu đất trên những cái sườn núi đá thôi. Đặc sản của Lạng Sơn mình. Còn phía dưới này nó là một cái hồ, một cái đập nhân tạo. Và ở đây có những nhà thầu họ thả cá, làm dịch vụ câu cá ở dưới này này các bạn. Đẹp lắm. Ở đây nước nó quá dồi dào đi. Anh em mình thì vừa mới lên đến bãi Na và đang định tạt vào trong rừng sang bên này này các bạn này. Nhìn từ ngoài đường ở trong này nó có cái kiểu núi khá thoát. Mình nghĩ là có lan kiếm, nghĩa là có không. Anh em đang phát đường vào trong này này, thấy gì không các bạn? Thằng em mình đi vào phá đường thì bị ong nó đốt cho này. Bây giờ lát nữa mình chắc phải vòng theo đường khác để vào cái khu vực trong này thôi. Ngọn núi ngày hôm nay mình lên thì nó khá cao. Và bây giờ thì ở trên một cái khu vực cũng tương đối rồi. Mình bắt đầu thấy những cái khóm kiếm đầu tiên phải dọc đường lên này các bạn. Mặc dù là nó nhỏ nhưng mà những cái khóm kiếm đầu tiên thì nó thường là như vậy. Ở bên dưới thấp thì cái hạt giống của nó phát tán xuống, cho nên là những cái khóm nhỏ nó sẽ hay mọc ở dưới thấp. Còn những cái khóm to thì thường sẽ ở trên phần cao cao hơn. Những cái khóm già nhất thì ở trên cao nhất thì thường nó sẽ đang bị lụi các bạn. Kiếm nó là như vậy, đi nhiều rồi. Dọc đường lên trên này thì có cái hoàng thảo nghệ tâm. Ở đây ngày trước chắc là phải bạt ngàn luôn, bị người ta lấy qua rồi. Nhưng mà bây giờ đang hồi sinh lại rất là nhiều. Những cái xanh xanh ở vách đá thì em ạ, đó là những cái cây hoàng thảo nghệ tâm nhé. Một cái loài lan nhỏ nhưng mà hoa thì rất là đẹp. Vách đá này nó có những cái rễ cây si nó bám xuống. Bên trên chắc là phải có một cây si to. Còn cái khu xanh xanh dọc cái vách đá đấy toàn là lan hết các bạn ạ. Toàn là hoàng thảo nghệ tâm hết. Ngày trước thì chắc có cả phi điệp nữa nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Nghệ tâm thì rải rác dọc cái vách núi này. Còn kiếm thì chỉ gặp một cái khóm đầu tiên thôi. Bên trên này thì địa hình nó dốc, nó vách nhiều hơn. Đang hy vọng là trên này có thể gặp gỡ được những cái bụi lan kiếm. Hôm nay một cái khởi đầu không được suôn sẻ mấy các bạn ạ. Cái ngọn núi đầu tiên lên bây giờ mình đã ngồi trên cái đoạn cao lắm rồi. Khá cao của cái ngọn núi này nhưng mà gặp mỗi một khóm kiếm duy nhất dọc đường mình lên. Còn lên trên này thì mặc dù địa hình nó cũng thoáng và rất là đẹp như thế này nhưng mà không có cây kiếm nào luôn. Có mấy anh em đi cùng nhau thì chia nhau ra. Ông em mình đi cái sườn bên cạnh cũng không có, cũng chỉ lác đác có một vài ít thôi. Còn mấy anh em, hai anh em nữa thì đi ở một cái khu vực khác. Bây giờ cũng chưa gặp hoa hòe gì cả. Không dễ dàng chút nào các bạn ạ. Tầm này lên đến trên cao thì nó oi. Nó oi, nó nóng kinh khủng luôn. Không có hoa kiếm, chỉ có hoa rừng thôi. Địa hình thì đẹp ơi là đẹp nhưng không được may mắn. Không phải núi nào cũng có thể xuất hiện được đâu các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ phải quay xuống và đi tìm những cái ngọn núi khác. Lại phải cất công leo lên một cái ngọn núi khác nữa, ở một cái khu vực khác. Hy vọng là sẽ tìm được những cái ngọn núi mà có nhiều lan để chia sẻ với các bạn những cái mặt hoa. Cái ngọn núi thứ hai mình đi lên. Ngọn núi này thì nó cũng nằm bên trên một cái hồ nước. Ở dưới này này các bạn này. Dưới này cũng là một cái hồ nhân tạo. Chắc là người ta cũng định làm những cái dự án làm hồ câu cá gì đó. Trong xanh, rất là đẹp luôn. Ngọn núi này khi mà đi lên thì mình đã gặp được những cái bụi lan kiếm các bạn ạ. Quá mệt. Vào cái tầm này đúng là cái thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Cái mùa hè oi bức. Rồi là muỗi, ruồi muỗi các thứ nó bâu. Khó tả lắm. Ở đây thì mình gặp được những cái bụi kiếm sau khi mà từ bên vách đá bên này này các bạn này. Từ bên này mình đi lên này, theo cái đường đất đi lên rồi là mình tạt lên trên vách đá thì khi mà đi vào trong tán cây thì mình đã gặp được ngay những cái bụi kiếm ở khu vực này. Bụi kiếm khá to nhưng mà tạm thời là chưa có hoa các bạn ạ. Chưa thấy có cái ngồng hoa nào. Mình phải ngồi nghỉ một lát lấy sức rồi mình sẽ đi
vạch từng bụi xem liệu rằng có thấy cái mặt hoa nào không. Những cái bụi kiếm xếp liền nhau hết cái khu vực những cái khe đá này các bạn ạ. Cái ngọn núi này nó có một hướng, một cái sống núi ở giữa, mọc khá nhiều kiếm, nó chỉ dồn ở giữa cái sống thôi các bạn ạ. Ở đây thì mình đi tìm qua bao nhiêu là những cái bụi kiếm và mãi mới thấy có cái bụi này nó có mấy cái ngồng hoa đã tàn này các bạn. Cái ngồng hoa còn sót vài bông ngọn, cơ bản là vẫn nhìn thấy cái mặt hoa. Ở đây thì nó không bị cái con đom đóm nó ăn nhiều, mặt hoa bình thường. Khóm này còn sót hai cái ngồng hoa này, mặt hoa không có gì đặc sắc mấy. Khóm bên trên có một ngồng nữa, rất là nhiều những cái khóm không có hoa. Tuy nhiên là vẫn có một vài những cái khóm nó nở được vài bông cuối cùng nữa thôi các bạn ạ. Không biết là vẫn còn kiếm này nó vẫn còn nở hoa, chẳng qua là nó nở lung tung, mình không thể xác định được cái thời điểm nó nở đâu. Nó không rộ như lúc đầu nữa, nhưng mà nó vẫn lác đác nở vào những cái thời điểm nào đó các bạn. Toàn là những cái mặt hoa rất là phổ thông. Để tìm được những cái mặt hoa đẹp thì phải chọn lọc qua rất là nhiều những cái bụi lan kiếm có mặt hoa phổ thông như ở đây các bạn. Mặt ngàn luôn. Tiếc là cái dịp này thì nhiều bụi nó không có hoa. Ở đây cũng có những khóm kiếm mà thân lá nó cũng khá to. Nhiều anh chị em cũng hỏi, nhưng mà để mà hàng thân thủ nó phải đẳng cấp nữa thì còn phải tìm kiếm nhiều mới gặp được các bạn ạ. Còn cái dòng lô hội này nếu mà chọn kiếm thân thủ thì nó không tài nào so với kiếm tiên vũ được. Cho nên muốn tìm được những cái khóm mà thân lá nó to thì cũng phải mất nhiều thời gian, nhiều cơ duyên mới gặp được. Mình leo dần lên trên một cái vách thoáng. Ở đây một cái vách phải nói là quá nhiều lan kiếm các bạn ơi. Đứng ở xung quanh cái chỗ mình đứng này, bạt ngàn luôn. Nhưng mà không có một cái ngồng hoa nào để ngắm cả. Mà kiếm ở đây thì lá to. Kiếm ở đây lá to, mình thấy có những cái khóm nó cũng tương đối là đặc biệt ở đây đấy. Xung quanh cái chỗ mình đứng này các bạn, không biết là bao nhiêu là những cái bụi kiếm này, nhưng mà để mà chọn lọc được một cái mặt hoa đẹp nó gian nan quá, không dễ dàng một tí nào. Ở bên trên này mình thấy có một cái khóm kiếm mà lá của nó cảm giác là khá là vượt trội, với lại nó lại có cái dạng lá nhăn các bạn này. Lá nhăn không chỉ có một hai lá mà có nhiều lá. Đây này các bạn này, có những khóm mà có những cái lá kiếm nó lên, nó có cái dạng bị nhăn nheo. Nhiều lắm. Để mình đi xem hết cái khu này xem liệu không có hoa thì có chọn được cái thân thủ nào đẹp không. Quanh cái chỗ này bạt ngàn kiếm này. Lên trên cao cũng một cái dạng giống nhau các bạn ạ. Bao nhiêu là những cái bụi lan kiếm, nhưng mà toàn là những cái bụi kiếm không có hoa. Nhiều lắm nhưng mà không có hoa. Chỗ này còn không thấy có cái ngùng hoa cũ nào luôn. Có khi là đến tận cuối mùa nó mới nở các bạn ạ. Chả biết đi như thế nào để chúng gặp được cái dịp nó nở hoa nữa. Kiếm thì nhiều bạt ngàn luôn nhưng mà không có hoa. Ở đây thì có một số những cái khóm kiếm mà lùn các bạn ơi. Ở đây thì không có hoa nhưng kiếm lùn thì có một số những cái bụi kiếm nó như thế này này các bạn này. Không quá cao, nó chỉ khoảng 30-40 cm thôi. Lát nữa anh em mình có lẽ là phải tách lấy mấy cái cụm kiếm lùn này về. Anh em nào mà có nhu cầu sưu tầm thì nhắn tin vào Zalo cho mình cái hàng kiếm lùn nhé. Mình tách để bán theo dề. Mình sẽ tách mỗi dề khoảng 100-150 gì đó. Anh chị em nào mà thích sưu tầm thì nhắn tin cho mình vào Zalo nhé. Lấy ít tiền công. 4 anh em đi rừng thì 2 anh em về rồi, không kiếm được cái gì các bạn ạ.
Còn hai anh em mình đi chỗ này thì ngọn núi thứ hai cũng chả có cái thành quả gì. Cho nên là bây giờ cũng lấy mấy cái khóm kiếm lùn lùn ở quanh đây. Những cái khóm kiếm lùn này, ngắn này các bạn này. Hoa sổ số này. Về có anh chị nào sưu tầm thì nhắn tin cho mình. Xong thì cũng phải đi về, nóng quá nóng, thời tiết này không thể chịu nổi. Kiếm thì không có hoa, đi nữa thì cũng vậy thôi mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem cái hành trình này của mình. Hẹn gặp các bạn trong những cái chuyến tầm lan sau.